Giới thiệu với mọi người, đây là bộ trà Xương Tử Sa Giao Hỏa Biến được làm bởi nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn, bát tràng Việt Nam nhé. Dòng này thì cốt đất sẽ được pha thêm quặng như này vào, nghiền vào để cho cái chất xương đất nó chắc. Dung tích của cái ấm này là khá nhỏ, 180 ml, thích hợp tầm 3-4 người uống. Cái chén của nó cũng sẽ nhỏ theo nhé, chén miệng chén là 5 này, chiều cao là 3, chén lòng trắng. Hàng nghệ nhân sẽ được làm vuông thành sắc cạnh chỉn chu gọn gàng sắc nét nhé. Men hòa biến rất là bóng, trong lòng là phủ men trắng. Men bóng này thì sẽ không sợ bị bám cặn trà nhé, rất là trơn mịn mượt này. Sờ lên kính như nào, sờ lên cái chén này y như vậy, độ bóng rất là cao nhé. Chén lòng trắng này nước trà đẹp rót vào thì rất là nổi bật. Cái đĩa lót chén của nó là 8,5 này. Cái này thì không cái đĩa nào dùng cái đĩa nào cả, cái độ nổ men và cái màu sắc của nó sẽ có cái độ khác biệt. Hàng nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn thì sẽ có cái chuyện logo như thế này nhé, mọi người cứ xem chuẩn cái logo này để tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Đây là chiếc ấm này, chúng ta nhìn này. Màu của nó là màu có pha cả da lươn với cả màu vàng trắng, nhìn như là những cái ánh sao đêm. Bây giờ đấy này, chuyện logo nhé. Thì cái chuyện logo này là ấn chuyện thủ công, như vậy là cũng sẽ có cái tình trạng là cái logo nó có cái nó sẽ sâu, có cái nó sẽ nông, chứ không phải là tất cả nó sẽ đều cùng một cái độ sâu nông nhất định. Chúng ta nhìn cái ấm này rất là đẹp này. Đấy nhá, cái đĩa lót của nó đây đây, chúng ta nhìn thấy điều đặc biệt này, hai cái đĩa lót cái độ nổ men nó là khác nhau hoàn toàn nhé, không giống nhau 100%, kể cả cái chén nó cũng vậy. Đấy, chiếc này đây, sang đến chiếc này nó lại khác này. Cái hay của hòa biến nó là như thế, không phải theo kiểu dập khuôn công nghiệp và màu sắc nó thay đổi. Cái nắp này, độ dơ của nắp rất là ít nhé, nó vẫn có độ dơ nhưng mà nó ít, nó không nhiều. Gờ nắp cao này, bên trong lòng là lỗ đục 7 lỗ. Đĩa lót này, đây là chiếc đĩa lót của ấm này. Âm thanh rất là đanh nhé, âm thanh của dòng này cực đanh bởi vì có thêm quặng ở bên trong rồi. Bây giờ mình sẽ rót thử nước cho mọi người cùng xem nhé, rót thử nước cho mọi người cùng nhìn. Bây giờ thì mình sẽ rót nước thực tế cho mọi người trải nghiệm luôn nhé. Dòng nước này, dòng nước là ok nhé. Ta vừa nhìn thực tế rót nước như vậy, ngoài đẹp ra một bộ ống chén thì rót nước nó phải ok một chút thì mới là một bộ ống chén tốt được. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất, mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh, kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy, thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn
xem những vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Đó, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.